hàng hỏi nhà tốt là ở bên nhà tốt hiện tại liệu còn có căn nào mà xây dựng độc lập ô tô vào tận cửa mà giá dưới 2 tỷ không? Thì trong video này Ngọc Ánh sẽ trả lời ngay bằng thực tế quý vị nhé. Với căn nhà 34,1m2 trên sổ đỏ, diện tích xây dựng được khoảng tầm 35m, ngõ trước nhà ô tô vào tận cửa. Với căn nhà xây dựng độc lập tại Hà Đông với cái thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m75, mặt hậu của ngôi nhà 3m90, chiều dài của ngôi nhà 9m quý vị ạ. Và với cái căn nhà này tất nhiên sổ đỏ đầy đủ, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, giá dưới 2 tỷ đúng như quý vị mong muốn. Căn nhà này thiết kế và xây dựng 3 tầng 1 tung. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Đây là đường ngõ thực tế quý vị nhé. Ngõ trước nhà khoảng tầm 2m rưỡi, cách với lại đường ô tô trục chính kia. Đó, nó chỉ cách khoảng tầm 30m là ra tới đường ô tô. Còn cái ngõ này thì ô tô vào tận cửa. Với thiết kế cửa chính hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Căn nhà này hoàn thiện xong hết. Theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Mặt tiền của căn nhà 3m75 tương đối là thoáng, được thiết kế và xây dựng độc lập một căn, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội quý vị nha. Và với cái căn nhà này, giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần bình luận, cũng như là cái thông số nhà để dưới phần bình luận để quý vị có thể tham khảo. Với cái thiết kế, đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế đây, Ngọc Ánh đang đứng, là phần để xe. Để xe thôi mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà mọi người nhá. Hiện tại thì chủ nhà có để cho mình một bộ bàn ghế, bán nhà theo hiện trạng. Nói chung Ngọc Ánh quay có những cái gì thì chủ nhà sẽ bán như thế. Với cái thiết kế, đây là không gian phòng bếp, hoàn thiện xong hết. Tủ bếp này, mặt bếp này, phụ kiện bếp đều đã được xong hết cho quý vị. Với căn nhà này thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Không có một cái gì sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với cái căn nhà này, quý vị có thể chi trả trước 700 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Quý vị muốn tìm hiểu thông tin cũng như được tư vấn nhanh nhất thì liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Ngọc Ánh chỉ dùng duy nhất 2 số điện thoại trên màn hình thôi quý vị nha. Tầng 1 thiết kế đây, thêm một phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng rưỡi sử dụng ở ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 đây quý vị này. Đó, thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc cầu thang, ốp đá đen, cột trắng. Căn nhà này theo như hiện trạng quý vị xách vali về và ở được. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với thiết kế của ngôi nhà này tương đối hiện đại tại thời điểm bây giờ. Đây là phần phòng khách thiết kế theo kiểu gác lửng quý vị nha. Có cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao. Đấy mọi người ạ. Cái tính từ dưới phần mặt sàn mà lên tới trần thạch cao này nó là 3m8 quý vị nha. Đó. Đó, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đứng từ cái phần không gian phòng khách này, quý vị có thể nhìn thực tế xuống dưới tầng 1 đây, rất là thoáng. Với cái diện tích trên sổ đỏ thực tế 34,1, xây dựng thực tế nó khoảng tầm được 35m, nói chung tương đối là rộng rãi, đáp ứng cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình với cái tầm giá dưới 2 tỷ quá là ok. Mời mọi người theo em lên tiếp theo. Cầu thang giật cấp để đi lên, thiết kế một phòng ngủ ở trên này, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ mọi người ạ. Cửa sổ thông thoáng, phòng ngủ đầy đủ chi tiết, đầy đủ ở hệ thống trần thạch cao, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2 của ngôi nhà, đầy đủ hệ thống bồn cầu. Đây, dây chờ bình nóng lạnh. Ở đây là sen cây tắm đây mọi người ạ. Lavabo. Đó, nước, điện đều đã được xong hết. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Cửa phòng ngủ thiết kế là cửa gỗ. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và như thế nào thì đầy đủ công năng ạ. Với cái thiết kế rất là hợp lý, tầng 1 để xe này, để xe riêng này, phòng bếp này, tầng 2 một phòng ngủ, một phòng khách, tầng 3 hai phòng ngủ trước và sau. Mọi người ạ. Như vậy lên trên phía tầng 3, ngôi nhà này có 3 phòng ngủ riêng. Đây. Phòng ngủ ở tầng 3 cho quý vị. Đầy đủ ánh sáng, cửa sổ thông thoáng. Vị trí đây,
dân cư đông đúc, giao thông đi lại tương đối là thuận tiện, gần với trường đại học Phenica, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với bến xe Yên Nghĩa. Nói chung về cái cơ sở vật chất hạ tầng cũng như giao thông đi lại phù hợp với quý vị nào làm việc ở Hà Đông, làm việc một số địa phận của Hoài Đức. Và với cái căn nhà này, nói chung từ vị trí ngôi nhà này quý vị đi lên tới trung tâm ngã tư Sở nó khoảng tầm 12 km thôi. Còn Ngọc Ánh không khuyến khích quý vị đi quá xa. Mọi người cứ gọi điện trực tiếp cho em tư vấn về cái cung đường, tư vấn về phần giá cả, tư vấn về phần vị trí để quý vị có thể lựa chọn được những căn nhà hài hòa, ưng ý nhất cho quý vị. Đó, đây là phần phòng vệ sinh, hành lang đi vào của giữa hai phòng đây mọi người ạ. Đây là một viên gạch 60, một viên gạch 60 có nghĩa là hành lang đi vào 1m2. Đó, phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ tương đối là rộng thoáng, hệ thống sen cây đây đầy đủ hết chi tiết mọi người nhé. Và mời người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là trên phía tầng 4 tầng cuối cùng của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị ở đây hai phần sân phơi trước và sau. Nói chung bán nhà theo hiện trạng có như thế nào thì Ngọc Hành quay review cho quý vị như vậy. Với thông số nhà, đọc máy đã chia sẻ rồi, hướng nhà là hướng Tây Bắc, giao thông đi lại thuận tiện, xung quanh thì nó còn tương đối là quỹ đất còn nhiều cho nên về cái vị trí này nó rất là thoáng, không khí trong lành cũng như là ở đây ấy, rất là yên tĩnh quý vị nhé. Đó, đây Ngọc Hành quay mặt bên cạnh cho quý vị, còn một mảnh vườn rất nhiều cây xanh, bên cạnh thì đây nhà dân, dân cư đông đúc. Cụ thể về cái ngôi nhà này, mọi người muốn tìm hiểu thì bấm vào phần dưới phần bình luận. Cũng như về cái giá bán, mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin để đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Ngọc Ánh, nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.